Tử vi nữ mạng tuổi Nhâm Thuất 1982 trong năm 2024 Giáp Thìn. Tổng quan tử vi. Năm sinh, năm Nhâm Thuất 1982 nữ mạng. Vào năm Giáp Thìn 2024, mệnh chủ bước sang 43 tuổi âm lịch, 42 tuổi dương lịch. Nữ Nhâm Thuất sinh năm 1982 thuộc mệnh Thủy, sẽ phù hợp với các con số 0, 1 hành Thủy, tương sinh với số 6, 7 hành Kim và 2, 4 hành Mộc. Người sinh năm 1982 có ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy, tức nước biển lớn. Nữ mệnh tuổi này thuộc cung Càn, thuộc Tây Tứ Mệnh. Nữ mạng tuổi Nhâm Thuất là người thông minh, túc trí đa mưu, luôn cố gắng chu toàn mọi chuyện. Sao chiếu mệnh, nữ mạng tuổi Nhâm Thuất 1982 trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thuất 1982 là sao Thái Dương. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ mệnh. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho nam mệnh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may. Nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu mạng cũng rất tốt, được người bạn đời gánh vác, lo toan mọi việc, ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng. Có thể gặp tai ách vào tháng 6 và 10 âm lịch, nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại. Vận hạn của sao Thái Dương được thể hiện trong bài thơ sau. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6 có mà tiền vợ, cầu trời lại Phật Nam Mô. Sao tốt ở phải cây khô ra chồi, sao tốt vận xấu than ôi. Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì, hạn nặng phải tránh kẻo nguy. Chú ý sao tốt mác thì họa lây. Thái Dương thuộc mộc la cây, mùa thu kỵ lâm khắc ngay tới minh. Ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Cúng dâng sao Thái Dương. Theo quan niệm truyền thống, người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm để giảm nhẹ vận hạn, hoặc làm hàng tháng tại chùa hoặc tại nhà để cầu xin thần sao phù hộ cho bản thân, gia đình, con cháu được bình an, khỏe mạnh, vạn sự tốt lành, may mắn thịnh vượng. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao Thái Dương thường thực hiện vào ngày 27 âm lịch hàng tháng. Thời gian cúng là từ 21 đến 23 giờ. Khi cúng gia chủ thắp 12 ngọn đèn hoặc nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện, quay về hướng đông lại 12 lại. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ, thì nên đeo trang sức đá quý màu đỏ, tím như thạch anh tím, hồng ngọc, ngọc vân hồng. Vận hạn nữ mạng tuổi Nhâm Thuất 1982 trong năm 2024 Giáp Thìn. Hạn sao của tuổi Nhâm Thuất 1982 trong năm Giáp Thìn 2024 là hạn Địa Võng. Nhắc đến hạn Địa Võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa Võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn, tiếng nói xanh đoan dày già. Địa Võng là hạn xấu chủ về. Tâm lý, tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại, khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế, việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý, tiền mất tật mang. Đặc biệt, không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay và gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Tam tai, không phạm. Kim lâu, không phạm. Hoàng ốc, không phạm. Thái tuế, phạm xung thái tuế. Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng.
Ví dụ, đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu, hẻo lánh. Vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, tốt nhất nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào. Phạm thái tuế tối kỵ bốc đồng, sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Tổng kết, năm 2024 là năm tốt, hợp cho gia chủ 1982 mua nhà, xây nhà hoặc sửa nhà. Qua những phân tích đánh giá bên trên, chúng ta có thể thấy năm 2024 gia chủ sinh năm 1982 không phạm phải bất kỳ một vận hạn nào. Điều này chứng tỏ đây là một năm cực kỳ đẹp để gia chủ 1982 có thể tiến hành xây sửa nhà cửa. Nếu gia chủ 1982 bỏ lỡ thì phải đợi rất lâu sau mới có một năm đẹp như thế này để làm những việc trọng đại. Nếu không làm nhà năm này, gia chủ 1982 có thể cho mượn tuổi xây nhà. Thực tế cho thấy, việc cho mượn tuổi không ảnh hưởng gì đến bản thân, mà đây là việc tốt giúp người khác tránh được hạn tam tai, kim lâu hay hoang ốc trong năm. Tuy nhiên, khi cho mượn tuổi cần phải ghi nhớ những điều sau. Chỉ người nam mới được cho mượn tuổi. Không cho mượn tuổi khi đang chịu tang. Không cho hai người mượn tuổi cùng một lúc để tránh xung đột. Khi cho mượn tuổi, bản thân không chịu ba hạn tam tai, kim lâu, hoàng ốc. Xem tử vi nữ mạng tuổi Nhâm Tuất 1982, năm 2024 theo 12 tháng. Tháng 1 âm lịch, đầu xuân mới bên gia đạo đón Tết, nữ mạng Nhâm Tuất cần cẩn thận về phương diện tài chính vì chủ về hao tán nhiều tiền bạc cho công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Tháng 2 âm lịch, coi tử vi Nhâm Tuất 2024 xét thấy, đây là tháng nữ mạng sinh năm Nhâm Tuất không nên có sự mở mang thêm mới cho công việc, kinh doanh làm ăn hay đầu tư mới. Vì đầu tư hay mở rộng thời điểm này đều không được tốt. Tháng 3 âm lịch, trong tháng chú ý về vấn đề liên quan đến sức khỏe. Có thể bệnh tật chuyển biến bất lợi, công việc làm ăn không cần lo ngại vì tương đối ổn định và bình thường. Tháng 4 âm lịch, tháng này tử vi tuổi Nhâm Tuất dự báo được quý nhân giúp đỡ trong công việc. Theo đó triển khai công việc gì cũng đạt được kết quả khá tốt và thỏa nguyện vọng đặt ra. Tháng 5 âm lịch, trong tháng nếu xuất hành cho công việc thì người nữ mạng Nhâm Tuất dễ gặp bất lợi liên quan đến vấn đề pháp lý cửa quan. Do vậy tử vi khuyên quý bà nên hết sức cẩn thận. Tháng 6 âm lịch, đây là tháng dự báo có những tin vui đưa tới về nơi ăn chốn ở cho cuộc sống của người nữ mạng tuổi này. Công việc làm ăn cũng có thể chuyển biến tốt lên trong tháng này. Tháng 7 âm lịch, nữ mạng Nhâm Tuất trong tháng này cần chú ý về việc tiêu pha tiền bạc vì tháng này chủ về tiêu pha nhiều khoản tiền lớn. Bên cạnh đó có chuyện buồn đưa tới. Tháng 8 âm lịch, tử vi tuổi Nhâm Tuất tháng 8 chủ về những khởi sắc trong việc làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên luôn cần cẩn thận vì bên cạnh có người tìm cách ngăn trở. Tháng 9 âm lịch, trong tháng 9 cơ bản công việc cũng như tiền bạc được hanh thông và đón nhiều tài lộc. Xuất tiền cho kinh doanh trong tháng này đều được nhiều cát lợi. Tháng 10 âm lịch, tháng 10 công việc làm ăn của người nữ mạng tuổi Nhâm Tuất không được tốt. Thậm chí nữ mạng tuổi này còn có thể phải đối mặt với nhiều điều khó khăn. Tháng 11 âm lịch, không nên tiến hành mở mang công việc trong tháng 11 âm lịch. Đây là tháng với nhiều bất lợi cho công việc kinh doanh, nên người tuổi này nên lưu ý. Tháng 12 âm lịch, luận giải tử vi nữ mạng tuổi Nhâm Tuất năm 2024, trong tháng nhiều khoản tiền bạc phải chi trả phục vụ cho cuộc sống. Tháng cuối năm,
Người nữ mạng tuổi Nhâm Thuất không kỳ vọng có tài chính dư giả, mà chỉ cơ bản tiền kiếm ra dùng cho chi tiêu. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin bổ ích về tử vi quý bạn nữ mạng tuổi Nhâm Thuất 1982 trong năm 2024 Giáp Thìn. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.